Ronaldo mừng sinh nhật con gái. Siêu sao Ronaldo đăng ảnh chúc mừng sinh nhật 6 tuổi bé Alana Martina, con gái đầu lòng của anh và người đẹp Georgina Rodriguez. Chúc mừng sinh nhật tình yêu 6 tuổi của bố. Cầu Chúa luôn phù hộ cho con, tiền đạo Ronaldo viết hôm 12 tháng 11 khi đăng hai bức ảnh, trong đó có khoảnh khắc cô bé Alana Martina ôm cổ bố. Các fan đều bình luận bé giống hệt bố. Alana Martina tròn 6 tuổi hôm qua. Cô nhóc là con gái đầu lòng của Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez. Alana Martina ra đời một năm sau khi bố mẹ hẹn hò. Cô bé được nhận xét tinh nghịch và lém lĩnh. Mẹ Ronaldo, bà Dolor Aviro, cũng đăng ảnh chụp bên cháu nội. Chúc mừng Alana, bà gửi cháu ngàn nụ hôn, Dolor viết. Chị gái Katia của Ronaldo cũng đăng ảnh chụp với Alana chúc mừng sinh nhật cháu. Alana Martina chơi đùa bên các anh chị em trong vườn nhà. Ngoài Alana Martina, Ronaldo và Georgina còn có thêm con gái Bella Esmeralda mới hơn 1 tuổi. Siêu sao Bồ Đào Nha có 3 con riêng là cậu cả Cristiano Jr và cặp song sinh Eva, Matteo. Georgina chưa đăng ảnh mừng sinh nhật con gái. Hôm 11 tháng 11, người đẹp tiết lộ loạt ảnh trong chuyến đi của gia đình sau khi An Nát thắng Anqueda 3-1. Ronaldo ghi một bàn góp công vào chiến thắng. Anh vẫn mặc áo in logo đội bóng khi lên máy bay riêng cùng Georgina và các con. Alana Martina và chị gái Eva dường như đang tranh nhau ghế ngồi trong chuyến đi. Người đẹp Georgina lên đồ sành điệu và thời trang. Một số nguồn tin đoán cả nhà Ronaldo bay về Bồ Đào Nha để tiền đạo kỳ cựu tập trung đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại Euro 2024 hoặc tới Tây Ban Nha nơi họ có căn biệt thự vừa cải tạo ở Madrid. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.